Tiếp tục giới thiệu các bác một con TR7 vừa dọn xong. Con này thì em bán 3 triệu 8 bảo hành 2 năm nhé. Cái dòng các cái dòng TR, TM em đều bảo hành 2 năm hết. Đấy. Đằng nào có nhu cầu chốt con này alo em. Con máy còn khá là đẹp này. Mặt mũi các thứ ok, sáng đẹp, mã số 3. Các bác mua con nào thì báo em mã máy nhé, mã số 3. TR7 giá cả công khai rồi. 3 triệu 8 chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm Việt Nam cũng nhé. Phí vận chuyển là 150.000, Việt Nam các bác mua riêng là 500. Hai số điện thoại giao dịch bên em nhé, hai kênh YouTube các bác xem kênh cho xin một đăng ký kênh. Hàng ngày em lên sóng rất là nhiều máy rồi, chỗ này em cũng không nói quá sâu nữa. Đây chỉ quay hình thức các bác thôi. Lưng tôn con này khá là đẹp này, đời 2014, phẳng phiu, mặt mũi sáng đẹp, lưng hai bên thành vách phẳng đẹp. Con này bác nào đang nhu cầu mua chốt này quá đẹp luôn, đời 2014, xe đi máy 0122 TR7. Các chức năng đây, logo TR7 này, Eco Navi hẹn giờ sấy 30 phút kèm giữ khô, các chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ, chỉ sấy này, đèn báo chu trình rửa. Nói chung là nói nhanh được các bác nhé, xem nhiều mất thời gian rồi các bác. Đang chỉ mọi thứ, con này nội thất sạch sẽ này, rất là mới. Nó đều giống nhau hết rồi. Các máy từ TH, TR hay là TA hay là các cái dòng Na gì nó đều chung chung nhau hết mà, chả có gì phải nói nhiều quá rồi mất thời gian các bác xem các bác luôn. Cao 65 phân, rộng 55. Mã số 3 các bác nhé, bác nào chốt alo em, máy đẹp đấy.